Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái hợp âm rất đặc biệt. Đó, nó có tên là hợp âm Act 7 và tiếng Anh nó gọi là Dominant Seventh Chord. Và các bạn đã biết rằng là chúng ta đã có âm giai trưởng và âm giai thứ. Rồi chúng ta cũng đã xác định được những cái hợp âm nằm trong âm giai trưởng và những hợp âm nằm trong âm giai thứ, với tổng cộng là 7 hợp âm của mỗi loại. Thì với 7 cái hợp âm này thì các bạn có thể đệm hát rất là ok rồi. Tuy nhiên, để tăng thêm màu sắc cũng như là cái sự kịch tính cho một cái tác phẩm hay một bài hát thì chúng ta cần phải biết đến cái hợp âm 7 át này. Nó chính là con át chủ bài cho những cái bài hát để chúng ta đệm đàn. Và cái tên của nó là hợp âm 7 át, thì nó được xây dựng trên cái bậc 5 của âm giai. Ví dụ trong cái âm giai trưởng tự nhiên, đó là đô trưởng, thì bậc 5 của chúng ta là nốt son, hợp âm son. Và chúng ta thấy rằng là cái hợp âm son nó rất thú vị, đó chính là cái hợp âm mà thông báo là chuẩn bị về trạng thái bình thường, đang từ trạng thái căng thẳng bắt đầu đi về trạng thái bình thường, đúng không các bạn? Rồi, thế thì nó dựa trên cái bậc 5 và nó có sức hút rất là mạnh mẽ, rất là mạnh luôn, kinh khủng luôn. Và lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại làm sao mà nó hút mạnh đến thế. Và các bạn nhớ đấy, cái ký hiệu của chúng nó ấy, nó sẽ là cái hợp âm trưởng. Ví dụ son là viết son không là son trưởng, đúng không? Thì chính là hợp âm trưởng thêm số 7 vào. Đã. Ví dụ như là son 7, la 7, re 7. Và trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu cái phần cấu tạo của nó và lý do tại làm sao nó hút thì chúng ta thử nghe thử xem nó sao các bạn nhé. Đây các bạn, đây sẽ là cái hợp âm đầu tiên. Chúng ta sẽ có hợp âm chủ âm đô trưởng, và khi chúng ta báo hiệu chuẩn bị chuyển trạng thái về trạng thái bình thường, từ trạng thái mà đang căng thẳng và kịch tính, thì chúng ta sẽ dùng hợp âm son đúng không ạ? Trước đây chúng ta đã được học như vậy rồi mà. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng hợp âm son nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng cái hợp âm son 7. Thì bấm hợp âm son 7 thì các bạn bấm bình thường là son, các bạn bấm như này. Son 7 các bạn bấm như này. Các bạn sẽ bấm cái dây số 1 là nốt pha đầu tiên này. Và hai dây trên cùng, dây 5 và dây 6 thì bấm như nốt son bình thường, son trưởng bình thường này, thì bỏ cái nốt son ở dưới cùng ra, tức là cái nốt son cao nhất thay bằng nốt pha. Rồi thì chúng ta sẽ có nốt son 7. Đây là son 7 các bạn nhé. Các bạn có thể tra trên mạng các cách bấm, bởi vì chúng ta sẽ có nhiều thế bấm chứ không chỉ có một thế bấm. Nhưng tạm thời chúng ta biết nốt son 7 bấm như thế này. Đấy, nghe này, nghe bản gốc này. Rõ ràng các bạn đấy, bạn thấy sức hút của nó rất là mạnh. Lại này. Còn nếu mà chúng ta dùng son trưởng này. Son 7 này. Rõ ràng chúng ta sẽ thấy nó hút rất là mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với cả hợp âm son về đô. Rồi ok, tạm thời chúng ta nghe đã nhé. Nhưng nghe cái tiếng này rất là nghịch và chói tai. Nghịch lắm. Nghe nó khó chịu và chói tai. Các bạn nghe sẽ thấy nó chói. Nhưng dần dần nếu như các bạn để ý một chút thì cái tai các bạn nó phân biệt được cái màu của cái hợp âm này thì lại thấy rất hay và nó hút mạnh và gần gũi hơn là việc dùng son này. Son thường thì nó rất là vững chắc, nó ra màu rất rõ ràng. Nhưng son 7 thì nó nghịch tai và chói. Rồi, tạm thời chúng ta nghe thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cấu tạo của nó nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu tạo. Vì nó là hợp âm 7
và được xây dựng từ cái hợp âm trưởng ở bậc 5. Cho nên là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái hợp âm son 7 nhé các bạn nhé. Thế thì cấu tạo của nó chính là gì? Hợp âm 7 thì nó có thêm một cái gì ạ? Một cái nốt ở trong cái âm dai, tức là cái nốt 7. Và bây giờ chúng ta nếu đi từ son, các bạn nhớ cái âm dai son đúng không? Son này, la này, si này, đô, rê, mi, fa, son. Thế thì cái này thì nó có thêm nốt son. Nốt son nó sẽ phải thêm một nốt son vào. Nhưng mà vấn đề là nếu đây là một cung, đến đây là một cung, một cung, một cung, nửa cung, đúng không các bạn? Si lên đô là nửa cung rồi, cái cấu tạo của âm giai trưởng. Một cung, một cung, ở đây phải là một cung, bình thường là có nốt pha tăng, đúng không các bạn? Rồi đây là nửa cung. Thế nhưng mà đối với cả hợp âm 7, âm át 7 này, thì nó phải cách cái hợp, cái nốt chủ âm son như kia là một cung. Như vậy thì nó phải lùi về, không phải pha thăng nữa mà là phải lùi về, từ pha thăng lên son có nửa cung mà nó lùi về một cung, thì như vậy là gì? Pha này nó phải là pha thường, không phải pha thăng, thì nó mới đúng trong cái âm giai của thằng đô trưởng. Để chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cấu tạo nhé. Cấu tạo như này nó dễ hơn này. Cấu tạo nó chính là một hợp âm trưởng cộng với cả 1,5 cung nữa. Đấy. Tức là hợp âm trưởng, mình nói này cho dễ hiểu. Âm trưởng bạn cộng thêm 1,5 cung. Cộng thêm 1,5 cung. Chính là cộng thêm một cái nốt bậc 7, nhưng mà không phải là ai cung mà chỉ có 1,5 cung thôi. Mà hợp âm trưởng thì các bạn học ở trong cái khóa học hòa âm trước đây rồi, thì các bạn sẽ thấy là gì? Hợp âm trưởng thì gồm có gì? Quãng 3 trưởng cộng quãng 3 thứ thì tạo ra một hợp âm trưởng, đúng không các bạn? Thế thì ở đây 1,5 cung là gì? Là quãng 3 thứ. Thì nôm na ấy, lúc này ấy, nó sẽ thành là gì? Quãng 3 trưởng, quãng 3 trưởng cộng quãng 3 thứ cộng tiếp một quãng 3 thứ nữa. Đó, các bạn hình dung chưa? Như vậy nếu mà xử lý ở trong cái vấn đề cái hợp âm son 7 này, thì chúng ta có cấu tạo của son 7 chính là gồm những nốt sau: son này, si này, rê này và pha. Đó, bản chất của son si rê này chính là hợp âm gì? Son rồi cộng thêm một cái nốt ở bậc 7, nhưng mà trồng thêm một cái quãng 3 thứ vào nữa. Cái bản chất nó chỉ là trồng các quãng 3 để tạo ra hợp âm thôi mà. Đây có quãng 3 trưởng cộng quãng 3 thứ, soạn cộng quãng 3 thứ nữa. Thì quãng 3 trưởng cộng quãng 3 thứ này nó sẽ tạo ra hợp âm son. Và cộng tiếp một quãng 3 thứ nữa thì nó sẽ là cộng thêm nốt pha, bởi vì từ rê lên mi là một cung, từ mi lên pha là nửa cung, tức là tổng là 1,5 cung, thì là chính là có quãng 3 thứ này. Và đây nó sẽ thành son 7 nếu như cộng thêm nốt pha. Đó. Các bạn hình dung chưa? Cộng cái son này cộng thêm cả nốt pha này nữa vào thì tạo ra son 7. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích nhá, cùng nhau phân tích. Đây chúng ta đã biết là son 7 thì gồm có son, si, rê, pha. Rồi, chúng ta nhớ đây nhá, bây giờ chúng ta quay trở lại đây để chúng ta phân tích. Trước đây thì chúng ta sử dụng cái hợp âm gì ạ? Hợp âm son để về đô. Son thì về đô. Như này đã. Các bạn hình dung chưa? Thế thì bây giờ chúng ta triển khai lên son về đô, thì chúng ta nhận ra trong hai hợp âm này, nếu như ở hợp âm son trưởng chúng ta có son, si, rê, và hợp âm đô trưởng thì chúng ta có là đô, mi, son. Chúng ta sẽ nhận thấy ra một cái điều này: trong cái hợp âm son trưởng chúng ta có cái nốt si và nốt đô. Chúng ta có nốt si này, bên đô trưởng có nốt đô, thì si với đô cách nhau có một nửa cung thôi. Trong cấu tạo tự nhiên của cái âm giai đô trưởng thì si với đô cách nhau có nửa cung,
Chính vì vậy nó sẽ hút rất mạnh về đây. Đấy, từ Si về Đô có nửa cung thôi, còn các khác nó cách xa một cung, cho nên Si về Đô gần nhất, cho nên nó bị hút nhiều nhất. Đó là lý do tại sao hợp âm Son này hút rất mạnh về về Đô. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xét về hợp âm Son 7, chúng ta sẽ lại thấy một cái vấn đề như sau. Son 7 lúc này là Son 7 thì Son Si Re thêm nốt Fa nữa. Các bạn biết rằng là nốt Fa với cả nốt Mi này này, đó, cái Fa này cũng có xu hướng quay trở về Mi rất mạnh luôn. Bởi vì sao? Từ Mi lên Fa hoặc là Fa về Mi nó chỉ có một nửa cung thôi, cho nên là nó về rất là mạnh. Cho nên cấu tạo của hợp âm 7 này gồm có hai nốt, ví dụ trong Son 7 là cũng có Si và Fa, nó sẽ kéo rất mạnh về Đô và kéo về Mi. Chính vì vậy đó là lý do tại sao mà cái hợp âm này nó kéo còn mạnh hơn rất nhiều so với cả hợp âm Son. Vậy thì đó là lý do tại sao mà khi chúng ta sử dụng cái hợp âm 7 thì nó sẽ hút rất mạnh và nghe nó rất là thích. Bây giờ chúng ta nghe lại nhé. Giờ thì chúng ta đã hiểu lý do tại làm sao nó hút mạnh được, đúng không? Cấu tạo thì chúng ta đã nắm được rồi, gồm có quãng ba trưởng cộng quãng ba thứ cộng quãng ba thứ, tức là cái chính là hợp âm ở bậc 5 và cộng thêm 1,5 cung, tức là một cái quãng ba thứ vào thì nó cho ra hợp âm át 7. Chúng ta nghe lại nào. Đô trưởng này, Son trưởng này, về về Đô theo, nhưng mà Son 7 này cái thế bấm mình nói rồi, đúng không các bạn? Đấy, hút rất mạnh này. Và cái video này chúng ta tìm hiểu thế nào là hợp âm át 7. Còn video sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách để chúng ta sử dụng làm sao cho nó hiệu quả và hay nhé các bạn nhé. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.